Năm 2021, năm bùng nổ của giới đầu tư. Người người nhà nhà chơi chứng khoán, tiền số, canh bạc rủi ro, chưa biết ai là người khôn và kẻ dại sau cùng. Đại dịch khiến nhà nhà, người người rót tiền vào đầu tư, tạo nên khung cảnh biến động chưa từng có trên các thị trường tài chính. Theo hãng tin Bloomberg, năm 2021 là một năm hoang dại và đầy cảm xúc cho những nhà đầu tư khi mọi người đều đổ xô đi đầu cơ một thứ gì đó thay vì kiếm tiền từ nghề chính của mình. Đến cả những diễn viên nổi tiếng như Tom Brady hay Matt Damon cũng quay sang chơi tiền số khi các rạp phim đóng cửa. Những đồng tiền số vốn chỉ là trò đùa thì nay có giá trị hàng tỷ đô la trên giấy. Những tấm hình số hóa giờ đây được bán hàng triệu đô la với cái mác NFT. Thế rồi các tài sản này tăng giá, giảm giá chóng mặt, khiến hàng triệu người phá sản cũng như giàu to, tạo nên một năm 2021 điên rồ và đầy cảm xúc. Trên thị trường chứng khoán, hàng loạt nhà đầu tư cá nhân tụ họp nhau lại qua các nhóm kín để mua cổ phiếu của GameStop và AMC Entertainment với mục đích làm phá sản những quỹ đầu tư đặt cược hai hãng này sẽ phá sản, tạo nên một cuộc nổi loạn tài chính chưa từng thấy. Thế rồi bản thân phố Wall cũng bàng hoàng và bối rối trước sự trỗi dậy của tiền số, thị trường đầu cơ đầy những con bạc đang say máu. Rõ ràng, thay vì chỉ một nhóm nhỏ các nhà đầu tư như trước đây, giờ thì mọi người ai cũng chơi một cái gì đó, từ những cậu nhóc cấp 3 tận dụng thời gian học online để chơi tiền số, cho đến những cụ già rảnh rỗi dùng tiền hưu trí để đầu cơ. Hiện rất khó để xác định có bao nhiêu người tham gia thị trường tiền số, nhưng theo số liệu của sàn giao dịch Coinbase, số người đã xác minh tài khoản đạt tới 73 triệu tính đến tháng 9 năm 2021, cao gấp đôi so với 32 triệu đầu năm 2019. Hãng tin Bloomberg cho hay, tất cả những cảnh báo của chuyên gia hay chính phủ đều bị phớt lờ. Số liệu của các hãng nghiên cứu Cerulli Associates cho thấy, tỷ lệ người nổi tiếng dùng tài khoản cá nhân để đầu tư đã tăng từ 35% năm 2015 lên 69% năm 2021. Phần lớn số tiền này được đổ vào các kênh đầu tư có biến động mạnh, rủi ro cao nhưng lãi lớn, từ tiền số cho tới những mã chứng khoán hot. Thậm chí trên sàn chứng khoán, việc bỏ tiền và nắm giữ hay còn gọi là đầu tư thụ động cũng đã đem lại lợi nhuận nếu nhìn vào các chỉ số như SP500, vốn đã tăng 25% trong năm nay. Cách đây không lâu, những tổ chức như Certified Serious People of Finance còn lo lắng việc quá nhiều nhà đầu tư cá nhân tấn công quỹ đầu tư sẽ làm sai lệch thị trường. Còn ngày nay, mọi người tự hỏi liệu rủi ro tài chính có diễn ra khi những đồng tiền số vốn là trò hề như Dogecoin lại trở thành tài sản có giá trị. Không chỉ là FOMO. Lịch sử luôn lặp lại khi các con bạc đâm đầu vào thị trường vì lòng tham, nỗi sợ bị bỏ lỡ cơ hội hay còn gọi là FOMO. Tuy nhiên, hãng tin Bloomberg cho rằng còn có một yếu tố nữa, đó là sự mê hoặc. Tiền số và những NFT đã nhanh chóng phát triển thành những sới bạc dưới cái mác đổi mới và trí tuệ. Chúng khiến cho những nhà giao dịch đam mê với sự phức tạp của thị trường tài chính cũng như cách mà các nhà đầu tư chuyên nghiệp thực hiện nó. Không khó hiểu để nhiều người chơi tiền số dùng các công thức, đồ thị hay những phân tích chuyên nghiệp để diễn giải cho các loại tiền số mang danh nghĩa là một cuộc cách mạng công nghệ. Theo Bloomberg, cụm từ Proof of Work vốn để chỉ thuật toán cần thiết nhằm vận hành mạng lưới blockchain tiền số như Bitcoin, thì nay cũng có thể dùng để ví von cho các nhà đầu cơ. Cụ thể, mọi người tin rằng giàu có sẽ đến với bạn nếu bạn chăm chỉ, đọc nhiều sách dạy làm giàu trực tuyến, nghe đủ các bài thuyết giảng, xem đủ video hướng dẫn trên YouTube, nghiên cứu đủ các loại phương tiện truyền thông mạng xã hội, tìm hiểu hết các mẫu biểu đồ kỹ thuật và bấm nút mua đúng thời điểm. Thật vậy, trong thời đại dịch bệnh khiến con người phải giãn cách xã hội, thì câu chuyện làm gì ra tiền khi mất việc làm đã trở thành điều nhức nhối với hầu hết mọi hộ gia đình. Thế rồi những cộng đồng, diễn đàn trên Reddit, Twitter, Facebook v.v. được thành lập để hàng loạt các nhà đầu tư nhỏ lẻ cùng nhau chơi chứng, chơi tiền số. Nếu có lãi cùng lãi và lỗ thì cùng lỗ. Những ví dụ điển hình của các cộng đồng này là DeGenerate trên Wall Street Bet, Reddit với khoảng 11,3 triệu thành viên đang phát triển mạnh mẽ. Theo Bloomberg, giá trị của những đồng tiền số phần lớn nằm ở niềm tin của nhà đầu tư hơn là các yếu tố kinh tế và công nghệ. Chẳng có dòng tiền cơ bản hay lý thuyết kinh tế nào đó lý giải nổi hoạt động của thị trường như hiện nay, trong khi cho dù đó là một cuộc cách mạng công nghệ thì chính phủ cũng sẽ đứng yên ngoài cuộc. Thậm chí,
công nghệ của các đồng tiền số mới chẳng có gì thay đổi so với đồng tiền cũ, và người ta cũng không rõ tạo ra chúng để làm gì ngoài việc lùa gà. Việc sáng tạo nên những sới bạc này vô cùng đơn giản. Bạn muốn bắt đầu bằng một đồng meme coin, chỉ cần sao chép mã nguồn từ đồng tiền cuối cùng, đặt tên cho nó, thực hiện vài chỉnh sửa rồi chào hàng. Giá của đồng token này sẽ chẳng ảnh hưởng bởi những yếu tố kinh tế cơ bản nào mà được xác định bởi chính cộng đồng nắm giữ. Chúng tùy thuộc vào việc được quảng bá trên truyền thông như thế nào để mọi người rót tiền vào đây. Chẳng hề ngạc nhiên khi những người nổi tiếng như Elon Musk khiến Bitcoin, Shiba Inu Coin hay Dogecoin tăng giá. Cũng dễ hiểu khi nhiều người nổi tiếng được thuê quảng bá tiền số để rồi lừa các nhà đầu cơ và bày trò diễn kịch tố cáo nhau. Apple của tương lai. Hãng tin Bloomberg cho hay, nghe thật điên rồ khi thị trường đầu cơ hiện nay là vậy. Ai đó sẽ giàu to từ tiền số bởi một người khác sẽ phải mua đỉnh, ôm đóng tài sản với mức giá vô lý chẳng có tác dụng gì, để rồi sau này tự hỏi chuyện ngu ngốc gì đang diễn ra vậy. Tất nhiên không phải đồng tiền số nào cũng sẽ mất giá trị, nhưng trong bối cảnh Fed thắt chặt chính sách tiền tệ và nền kinh tế hướng tới bình ổn trở lại, thì thị trường sẽ không thể tiếp tục điên rồ như hiện nay được nữa. Cho dù có biến thể mới như Omicron đi chăng nữa, thì nền kinh tế rồi sẽ vẫn trở về để vận hành như cũ, khi con người phải dựa trên các yếu tố kinh tế cơ bản để giao thương và sinh tồn. Theo kinh nghiệm của tôi, tất cả các nhà đầu cơ hiện nay đang hành xử theo bản năng. Chuyên gia Chet McNaughton của Scotia McLeod nhận định. Hãng tin Bloomberg cho biết, chẳng ai trong số những người chơi tiền số chắc chắn được khoản đầu tư của họ sẽ sinh lời như cổ phiếu của Apple hay Amazon đã từng làm. Thế nhưng, nỗi lo sợ từ bỏ lỡ cơ hội, bỏ lỡ những khoản lợi nhuận khổng lồ khiến mọi người không nỡ đứng ngoài. Mặc dù vậy, Bloomberg vẫn cảnh báo, tiền số chỉ là ảo nhưng đồng vốn người chơi bỏ ra là thật. Do đó, hãy cẩn trọng khi tham gia canh bạc mà bạn chẳng biết ai là kẻ ngốc cuối cùng. Deutsche Bank, ngay cả khi Fed tăng lãi suất, chứng khoán vẫn tiếp tục tăng trong 10 tháng sau đó. Ngân hàng Đức bày tỏ sự lạc quan đối với thị trường chứng khoán, ngay cả khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed thông báo về những đợt tăng lãi suất tiềm năng trong năm 2022. Tuần này, câu hỏi lớn nhất bao trùm ở phố Wall là khi nào Cục Dự trữ Liên bang Mỹ bắt đầu tăng lãi suất. Để tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi đó, mọi con mắt đều đã đổ dồn về cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang FOMC, nơi các lãnh đạo cao nhất của Fed đã thống nhất về khả năng tăng lãi suất trong năm tới để chống lại lạm phát, vốn đang dao động ở mức gần đỉnh của 40 năm. Tại thời điểm này, phố Wall tin rằng Fed sẽ tăng lãi suất nhiều lần trong năm 2022. Trong đó, lần đầu tiên diễn ra vào nửa đầu năm. Nếu Fed quyết định tăng lãi suất nhanh chóng như nhiều người đã dự đoán, nó sẽ gây ra tác động như thế nào đối với các nhà đầu tư chứng khoán? Các nhà phân tích tại Deutsche Bank đã theo dõi 13 chu kỳ tăng lãi suất riêng biệt của Fed kể từ năm 1955. Thời gian tăng kéo dài trung bình dưới 2 năm và nhận thấy rằng SP500 có xu hướng tăng vững chắc trong năm đầu tiên của chu kỳ tăng lãi suất với 7,7% sau 365 ngày. Tuy nhiên, sau đỉnh vào ngày thứ 253 của chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ, phải mất gần 200 ngày nữa nó mới có thể bị vượt qua ở mốc 452 ngày. Thậm chí, có nhiều chu kỳ phải tới ngày 712 thì SP500 mới có thể vượt đỉnh của ngày 253. Deutsche Bank cho biết, dựa vào số liệu từ 13 lần tăng lãi suất trước đó, Deutsche Bank nhận thấy rằng sau 9 đến 10 tháng kể từ khi bắt đầu tăng lãi suất, SP500 phải trải qua hơn 1 năm để tìm lại đỉnh. Tuy nhiên, 2 năm sau khi Fed bắt đầu thắt chặt chính sách tiền tệ, SP500 bắt đầu tăng trưởng. Nói cách khác, ít nhất về mặt lịch sử, động thái tăng lãi suất của Fed sẽ gây tác động tiêu cực tới thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, sau đó, thị trường sẽ tiếp tục tăng trưởng trở lại sau giai đoạn khó khăn. Ngoài ra, kể từ khi bắt đầu tăng lãi suất, thị trường sẽ tiếp tục tăng trưởng trong khoảng 9 đến 10 tháng tiếp theo. Các chiến lược gia, trong đó có Ryan Dietrich tại LPL Financial cho rằng, chúng ta vẫn đang trong giai đoạn sớm của quá trình phục hồi sau cuộc suy thoái tồi tệ nhất mà phần lớn những người đang sống từng chứng kiến. Chính vì vậy, Fed vẫn cẩn thận trong một chút. Theo Dietrich, 3 lần tăng lãi suất của năm 2022 có lẽ là quá nhiều. Tuy nhiên, điều đó không khiến đà tăng của thị trường bị cản trở, mặc dù con đường đó có thể sẽ hơi gập ghềnh. Những người khác, chẳng hạn như Lynn Seibel, giám đốc thị trường và chiến lược gia tiền tệ tại Ely Invest, lại tin rằng các đợt tăng lãi suất nhỏ và từ từ hiếm khi làm ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế.
Điều đó tạo ra một môi trường mà chứng khoán có thể tiếp tục tăng trưởng tốt. Nhìn chung, các nhà phân tích của Deutsche Bank gợi ý rằng nếu lịch sử là đúng, kể từ khi Fed tăng lãi suất lần đầu tiên, nó có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế và thị trường tài chính trong 2 đến 3 năm tới. Tuy nhiên, ngân hàng này cũng không loại trừ những điểm khác biệt, bởi thời điểm này rất khác và chu kỳ này cũng được đánh giá là bất thường so với các chu kỳ trong quá khứ. Dẫu vậy, các nhà đầu tư cũng không nên làm ngơ trước các phân tích lịch sử, bởi xét về thực chất, chu kỳ nào cũng có những điểm khác biệt so với các chu kỳ trước, nhưng kết quả không mấy thay đổi